Rồi, bà con quan sát kỹ cái tóc này nha bà con. Vì cái phần mà cái góc nhọn nó mình không nói nghe khách hàng từ trước dành tặng chị rồi à, có một sợi tóc bạc. Nó cũng như mọi khi mình sẽ quan sát kỹ nha, trước khi cắt nha, rồi có một cục nhô ra phía đằng sau gáy, chân tóc không đều. Cũng ở đằng sau gáy. Chất tóc thì rất là mượt, mượt rất là mượt luôn. Rồi rồi giờ lên em, cao cô quay trên góc trên nha. Rồi chúng ta xem kỹ luôn một lần nữa nha. Cái lai cũ thì nó có rồi nhưng mà ở đây nó có vấn đề như thế này nè. Đó bà con thấy rõ ràng ha. Nó cái phần mới chạy đây đây, phần tách nè. Thì chúng ta sẽ thừa sức để mà tách như thế này. Ngay luôn. Đó mình tạm gọi nó là ngay đi. Nhưng mình cái lai này lai cong nha. Đây một lần nữa nè. Cái dòng under này nói chung là cái chia lai này nó rất là quan trọng nha bà con. Quan trọng lắm luôn đối với mình đó. Còn bà con không biết như thế nào ha. Đây, này kỹ nè. Đó, mình kẹp hay xịt nước gì đó thì nó ok không? Good nha. Nhưng mà khi khô lại thì nó sẽ trở về cái phần 3. Đó thì nếu mình không biết ý về cái chất tóc á, mà mình chia và mình đúng là chia ngay chia đúng đó, nhưng mà khi mà xô khô lại rồi khách người ta sẽ bắt lỗi mình, ừ tại sao mà cắt về nhà anh ơi em ơi, về cắt về nhà sao cái tóc nó quạt qua bên ba không vậy. Đó thì bà con nên lưu ý ha, mình đã từng nói trong một hai cái clip trước rồi, có hai thứ đừng có chống, một là tóc, hai là vợ, đừng chống với nó. Thì cái tóc này chỉ là cái tóc cắt under bình thường, nó không có phay ha. Thì mình sẽ làm video này nó hơi chi tiết nè. Đó thì cũng như những cái tóc bình thường đó, thì tạo khung trước rồi ủi phần chân lên, xanh hay trắng thì tùy. Cái chất tóc này mà đi quảng cáo xanh siêu, ý quảng cáo mà dầu xả thì ok ha, nó mượt lắm luôn á. Các bạn có thể cây lược, còn nếu không thì mình sẽ mở đóng gì đó như thế nào đó thì tùy. Ở trường hợp này mình sẽ mở. Rồi mình sẽ lấy cái phần khung ha. Đó nói là một lần nữa cho bà con lưu ý ha. Mình nói riêng cái dòng under này á, nó cái phần chia lai nó rất là quan trọng luôn á. Đây nó có cái làn cũ nè. Thực chất mà nói cái under này nó bà con thấy cái phần khung nó là gì đâu, nó là cắt chải bình thường, không có cái gì chứ, người ta gọi là chân phương đó. Mỗi vùng miền mỗi khác. Nó chỉ lai âu một cái là nó kẻ lai thôi. Chứ nó không có cái gì chứ, nên bà con đừng có quan trọng á. Nó là kiểu tóc rất là bình dân và bình thường luôn. Mà tại vì nó lai rồi thì nó có một cái tầm gì đó hơi mới mới thôi. Còn phần bên đây cũng vậy. Ủi lên. Rồi một tí nữa thì mình sẽ đi cái phần sau gáy nha bà con. Đây, nó mình phát hiện ra cái cục ngay đây. Mình sẽ ủi hoàn thành, sẽ thấp phần cục đó, nói chung là khoảng cái nền tóc cũ đó. Còn hai bên cái phần sau gáy đó, hai bên tóc nó không có đều. Rồi mình sẽ mở, mình ủi lai rai lên thôi. Ủi lai rai lên. Bà con lắp ngàm cũng được, mà cây lược cũng không sao. Nói chung đường nào cũng được nha. Nhưng mà thêm một cái nữa, những cái cục mà nhô ra đó gọi là sọ khỉ đó thì bà con cũng hiểu rồi ha. Mình nói nhiều rồi. Nếu mà ủi mà tới đó ha, bắt buộc khi mình nhìn ngang á, nó sẽ nhô ra. Thẩm mỹ nó sẽ giảm đi chứ không có gì ha. Thì vẫn một số người vẫn sợ khỉ cục đó to hơn mà ta kêu cãi nó. Cãi nó đi. Ủi lên cho mát lên. Ờ thì đó quất, đâu có gì đâu. Cái tóc này nếu mà nó tắp bờ thì được, nhưng mà cái hiệu ứng nó không đẹp. Tại vì cái khi mà mình tắp bờ lên đó thì mình cần cái độ mờ nó hơi cao một tí. Còn nếu này gần quá, tại vì cái thứ nhất gì, cái thứ hai là bà con thấy cái chân tóc sau gáy đó, nhưng mà con đang thấy trong clip đó nó không có đều, nên khi mình bấm cái khung mình bấm sẽ cao,
thì mình phay, nếu mình phay thấp ùi mình phay mà không có khéo tay là nó sẽ trắng đen. Còn nếu không thì nó sẽ tới cục đó đó, thì cái tóc nó thẩm mỹ nó mất tiêu chưa. Đó cũng như mọi khi nè, tóc nó cũng tỉa chân á, hết 95% cộng là tỉa, thậm chí đinh cũng tỉa luôn. Mình để vẫn được, nhưng mà để thì nó để cho mình trường hợp mà mình không cần tỉa, là trường hợp những cái tóc mà nhuyễn, mình thèm cái tóc nhuyễn đó mà cắt cái dòng những cái tóc kiểu lắm mà sao kiếm hoài kiếm không có nè, có là mình quay full 90 phút luôn á. Tức mình tỉa này cho nó mờ và nó mịn, nó không có còn cái khớp gọi là cái gờ đó. Đây ai mà tinh mắt mình thấy cái phía sau ở bên hông tai đó nó sẽ lòi lõm với lắm cái đầu này á. Bởi mà nó nhìn qua màn hình là 1 lẻ ha, còn thực tế nó là nó mới là 1 lẻ. Đó, tỉa nhẹ thôi, cái phần này tỉa nhẹ thôi, lớt thôi. Có những cái mà con thấy nó đơn giản thì chứ đó, những người mà ta chưa có hiểu á, đưa cái tóc này cắt hồi mình bảo đảm là nó bung tè le luôn á, chắc chắn là vậy. Còn những ai mà đã sành sỏi thì những cái tóc này nói chung là rất là bình thường. Nhưng mà tại vì mình thấy trên mạng còn những anh chị em rất là nhiều ha, nó rất là bất thường. Đó, nhích nhẹ lên hoài vậy đi. Chút mình sẽ quay chậm nè. Đây. Đó, thấy không, mà còn thấy đó, cái âm thanh tỉa nó nghe chạch đã ha. Ở dưới gạt lượt lên. Đây, tới phần quan trọng nè. Đó, cái phần này ai mà không hiểu, mình nhớ mỗi lúc đầu đó, kẹp vô, chia ra kẹp vô, xịt nước đồ vô. Rồi khi mà cắt ok xong đó, nhưng mà về nó trả qua nó dư liền. Thì thôi tốt nhất mình theo tự nhiên đi. Cái thằng này nó không chịu ở bên đàn gái thì cho nó về đàn trai đi. Đừng có ép nó làm gì ha, không tốt đâu. Thì ta sẽ lợi ta hỏi mình sao mà đợt rồi cắt sao đâu mà nó như vậy đó. Đối với cái người bình dân á, cái người mà ta không có chuyên về WhatsApp này nọ các kiểu á, thì mấy chuyện đó chuyện nhỏ bình thường. Nó cũng như anh em này, người ta cũng có xài đó, nhưng mà mình sẽ nằm ở giữa đi. Mình sẽ thuận theo tự nhiên hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn thấy không? Như mình nhìn góc độ này đâu biết là cái phần bên ba nó có một cái phần của thằng 7 đâu mà nó lấn sang qua đây rồi. Đâu như trong cái tóc này nó có hai điểm. Một là cái phần trên sấy nãy giờ đó, cái đường lai đó, cái phần ở phía sau. Thì hai phần đó là nó quan trọng trong cái clip này. Một chút cái mũi tàu nữa, mũi tàu này mình cũng gặp rất là nhiều. Một chút mình sẽ nói về cái phần mũi tàu, là góc nhọn ở phía trước trán đó. Cái gì mình biết thì nó dễ. Và ngược lại. Đây. Rồi thì chấn lai thôi. Nè, phần này mình sẽ quay chậm nha. Đó. Bạn thấy ha, gục ha. Ý cái đó ok, còn cái này gục nè. Rồi mình sẽ lập tức mình chèn cái ảnh vô coi bạn thấy liền. Đó bạn thấy ha. Này là hai người nha. Hai người. Thì mình sẽ lấy một là ngang, hai là chỗ cái góc vuông ở chỗ cái lai đứng đó, chứ không phải là góc nhọn nha. Một là sẽ lấy ngang, hai là lấy cong cho nó có chiều cong lên đó, thì nó sẽ ok. Còn cái hình mà mình mới chèn vô đó là tấm bên phải là của mình, còn tấm bên trái là của trên mạng mình tải về cũng lâu rồi, của mình em up trên Facebook, mình thấy hay đó mình lấy về cho mấy anh đợi nó xem. Đó, phần này nữa nè, các bạn thấy chảy bình thường, chỉ xuống ok phải không? Mình vuốt lên nè, đó, các bạn phát hiện không, nó dày hơn ta nè. Đó, nó dày rõ ràng ha, lớt nhẹ cái này hay lắm á. Lớt nhẹ thôi, còn nếu mà lớt ấy vô là nó mất á.
là nó sẽ bị móp. Đúng rồi, bà con nên lưu ý cái phần đó ha. Phần đó thấy gì chứ nó cũng good lắm á. Còn về cái phần mà mình sẽ chỉnh cái phần sau gáy nè, nhưng mà nó lúc đầu nó các bạn tắp bờ đi, cái này vẫn được ha, nhưng mà thôi theo mình nghĩ không yêu bạn này đâu. Cái này nó vừa đơn giản mà nó vừa cũng sát chân nè, nhưng mà nó sẽ không mất thời gian của mình nhiều. Nó góc này bạn thấy ý mình cắt thấp gì rồi mà nó vẫn còn hơi có cái độ mà nó chìa ra ngoài. Nó còn nếu mình tắp bờ hay mình cắt mà không khéo mà mình cắt lên cao đó thì nó ấy dữ lắm luôn á, thiệt á. Thì mỗi cái tóc nó có một cái hay, thì mình cảm thấy cái gì mà nhiều anh em ta mắc phải đó, thì khi mà gặp đó mình sẽ dồn là mình làm. Cái tóc nó có một hai điểm gì đó, chắc tóc em này nó mượt thiệt à, mướt rượt luôn, mà tóc dày nha. Không, tóc này cũng không dày quá, mà nói chung là nó thuộc về cái tóc dày đi. Vậy đi. Nó cái thành này mình sẽ lấy tròn nha, không có lấy vuông góc các bà con. Vuông góc khi nào mà cái lai mình chấn cái dạng như mà 82, 91 độ. Rồi tới phần máy đây, mình sẽ xử lý dày mỏng trước nè. Lòn vô, tỉa lên. Nó tỉa khoảng 30-40% từ cái ngọn tóc tính vô. Còn có trường hợp tỉa 50-60, nhưng mà tùy kiểu đó, những kiểu mà tóc mà vuốt dựng lên đó, là gọi là tóc chôm chôm á. Rồi tới phần dài ngắn cũng kéo tỉa luôn. Thì mình hứa là nó sẽ nhìn cái tóc nó mịn lắm. Cái máy nó mượt lắm luôn á. Bà con thử đi. Phần này bạn nhìn thấy nó dày ha, không phải tại vì nó nãy nó cũng vừa đó, tại vì cái nói chung mỗi cái tóc nó có gì nó tắc cười lắm. Bởi vì mà mình cái gì cũng như mình trực tiếp đi thì mình sẽ hiểu. Cũng như qua màn ảnh này nè, nó chỉ là một cái gì đó gọi là tạm ổn. Khi mà chúng ta đã xử lý tỉa mỏng dày ngắn xong, với dài ngắn xong rồi thì cũng như thường khi đó, mình lúc này mới xịt nước nè nha. Nó cái phần tóp này lúc này mới xịt nước nè, còn mới vô mà cắt rồi thôi không nói nữa, tôi nói tới đó nhiều bà con biết lắm luôn á. Mình cắt cái ngọn nó coi, còn cũng có rất là nhiều trường hợp nó hơn 60% á, tỉa cái bằng tỉa mắm vố vô ha, tỉa mà sát chân xong cái rồi không cắt ngọn là cho con người ta. Rồi tới hồi nghe tóc ra dài cái thời ngô bà con thấy khách lại mà mình nhìn thấy mà nó tóc nó sợp mà nó bị bọng liền luôn, nó rất là xấu luôn á. Nó không đơn giản thôi, nhiều đó rồi, xong rồi còn gì nữa đâu. Thì các bạn cắt giáp dòng những ngọn này thì chút xíu xong rồi đó thì cạo mặt, móc môi gì đó thì xong rồi chúng ta lấy tiền. Công đoạn mà trông mong nhất là trong đoạn mà khách đưa tiền mình lấy. Nãy giờ nói chuyện thao thao bất tuyệt và mất lịch sự quá, quên chào bà con. Rất vui bà con trong video clip này. Thì bà con thấy đó, rồi luôn. Cá viên chiên, bò viên chiên, bắp xào hộp cà nướng tới đây luôn. Nó thì cũng như bà con thấy cái video đó không, nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà bà con lưu ý ha. Đó, đặc biệt cái clip tóc này các bạn thấy để ý cái này nha, mình nói rất là nhiều đó, cho nó tự nhiên đi. Còn những trường hợp mà gọi là đặc biệt đó, người ta khách người ta chịu chơi đó, thì người ta sẽ có thời gian, người ta hiểu đó, người ta gọi lúc đó mình sẵn sàng mình kẻ mình chia lại tới đây luôn cũng được, rồi gớt qua bình thường. Còn những cái dạng khách mà người ta nó đơn giản quá vấn đề đó thì mình cắt như thế thôi, mình sẽ thuận theo tự nhiên. Cái thứ hai là cái phần này nó mình nói rất là nhiều lần rồi, khi các bạn cắt mình gần tới đây để vậy, nó ở đây để cục đây mà mình cắt tới đây hoàn thành nè, thì cái đầu ở đây nè nó sẽ nhô ra vậy nè, tại vì cục ở đây thì những cái sợi tóc nó không đâm xuống bình thường như người ta,
Không, chỉ thẳng xuống mà nó gì nè, thấy ra gì nè, cho nên các bạn nhìn nó đội ra liền là thẩm mỹ nó sẽ tụt tụt rất là cao ha, tụt rất là nhiều. Còn thứ ba nhìn là theo cái này không, mình không biết gọi là gì luôn, lấy cái đường like đi đó, khi mà mình nó vuốt xuống gì thì nó đấu vô này rất là ấy, nhưng mà khi bạn vuốt lên đi nhìn về góc này là thấy nè, nó sẽ dư này, nên cho mình chỉ liễn nhẹ cái thôi đó, trong ba điều trong video này. Và một cái tóc rất là bình thường đơn giản, là bây giờ không để bà con đợi lâu nữa, ngay vào đây chúng ta sẽ đi xem cái sản phẩm cuối cùng với cái tóc khô hoàn toàn tự nhiên, không một miếng nước, một miếng sắt, không gì hết. Còn mọi địa chỉ thông tin liên hệ mình đã nói rồi, để bên dưới phần mô tả, phần mô tả để bên dưới cái tiêu đề, các bạn cần gì các bạn nhắn vô đó, số điện thoại, địa chỉ các kiểu, rồi chúng ta cùng thảo luận trong những cái comment các bạn sẽ ghi lại dưới này. Và lần nữa cảm ơn bà con đã xem hết video này. Chúc bà con một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.